quý vị quay trở lại với chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay là phần tin Hoa Kỳ. Bản tin chi tiết đã cho biết rằng Hoa Kỳ đã cắt tài trợ 285 triệu Mỹ Kim đối với Liên Hợp Quốc tài khóa 2018 và 2019. Chính phủ Hoa Kỳ vừa loan tin là đã thương lượng để cắt giảm 285 triệu Mỹ Kim, một số tiền đáng kể trong số ngân khoản mà Hoa Kỳ tài trợ cho ngân sách của Liên Hợp Quốc cho tài khóa 2018 và 2019. Phái đoàn của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc chưa nói rõ là đó là tổng số tiền tài trợ bị cắt giảm hay là sự cắt giảm của Hoa Kỳ nhắm vào những hoạt động cụ thể nào. Bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là Nikki Haley nói rằng tình trạng kém hiệu quả và tiêu xài quá tay của Liên Hợp Quốc là tình trạng phổ biến và bà không để tấm lòng rộng rãi của người Hoa Kỳ bị lợi dụng. Quyết định cắt giảm sự đóng góp của Hoa Kỳ vào thời điểm sau cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chống lại quyết định của Hoa Kỳ trong việc thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel khiến có tin cho rằng Hoa Kỳ bày tỏ thái độ bất bình đối với Liên Hợp Quốc khi tổ chức quốc tế này đã sai tin của Hoa Kỳ mà không ủng hộ Hoa Kỳ, thậm chí là đi ngược với quyền lợi của Hoa Kỳ. Trước phiên họp nói trên tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ điểm mặt những quốc gia chống lại Hoa Kỳ trong vụ việc này. Thưa quý vị, Tổng thống Trump đón Giáng sinh tại biệt thự riêng ở tiểu bang Florida. Giống như hàng triệu người Hoa Kỳ khác, ông Trump sẽ quây quần bên gia đình vào ngày lễ Giáng sinh ngay tại biệt thự ven biển Mar-a-Lago. Tòa Bạch Ốc không cho biết các thành viên nào của gia đình Tổng thống Trump đi nghỉ lễ cùng ông, nhưng đệ nhất phu nhân Melania và con trai Barron đã đến đây từ tuần trước. Hai con trai Donald Jr. và Eric cùng con gái út Tiffany cũng được nhìn thấy ở Mar-a-Lago. Thưa quý vị, Donald Jr. đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh các con của anh ăn tối cùng bà cố nội tại biệt thự này. Một bức ảnh khác cho thấy ông Trump đang mỉm cười bên cạnh cháu gái Kai và cháu trai Spencer. Con gái Ivanka và chồng là Jared Kushner, hai cố vấn thân cận của ông Trump, không họ ngộ cùng gia đình, nhưng hai con của họ được nhìn thấy vui đùa ở Mar-a-Lago với các anh em. Trên trang Instagram của mình, đệ nhất phu nhân Melania đăng tải một bức ảnh selfie trong chiếc mũ đỏ và viết rằng Giáng sinh an lành. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới mọi người trên Twitter đến 3 lần trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, thưa quý vị. Binh lính của Hoa Kỳ đón Giáng sinh tại các vùng chiến sự. Giáng sinh là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm với người Hoa Kỳ và các binh sĩ Hoa Kỳ đang thăm chiến nước ngoài hoặc không về được gia đình cũng có nhiều cách riêng để đón mừng ngày lễ này. Binh sĩ Hoa Kỳ thường tự đóng vai ông già Noel, đồng thời tổ chức những bữa tiệc để đón Giáng sinh ở nơi đồn trú. Những chiếc xe quân dụng được dùng để thay thế cho xe tuần lộc, trong khi binh sĩ đeo trùm râu giả để đóng vai ông già Noel phát quà cho đồng đội. Các buổi làm lễ cầu nguyện được tổ chức vào Giáng sinh cho binh sĩ Hoa Kỳ ở nước ngoài, những người không có điều kiện tới nhà thờ. Trong khi đó, thì những người lính đóng quân trên lãnh thổ Hoa Kỳ cũng tới nghĩa trang để viếng và chăm sóc mộ phần của các binh sĩ đã bị thiệt mạng trong trận đấu. Thưa quý vị, phi cơ JetBlue trượt đường băng sau khi đáp xuống phi trường Boston. Một phi cơ chở khách của hãng JetBlue đã lao ra khỏi phi đạo sau khi hạ cánh xuống sân bay Logan, thành phố Boston vì mặt đường trơn trượt. Chuyến bay số 50 của JetBlue từ Savannah, tiểu bang Georgia, đâm qua một đống băng ngay sau khi hạ cánh xuống phi trường Logan, Boston, Massachusetts vào ngày 25 tháng 12 và trượt khỏi phi đạo. Phi cơ xoay vòng trong lúc trượt rồi dừng trên bãi cỏ giữa hai đường phi đạo. Phát ngôn nhân của JetBlue cho biết không có người nào bị thương trong vụ này. Hành khách được đưa về nhà bằng xe bus. Phi trường Logan phải tạm dừng hoạt động trong thời gian trong ngày 25 tháng 12 do tuyết rơi dày, che phủ phi đạo, hạn chế tầm nhìn. Thành phố Boston chịu ảnh hưởng từ bão tuyết Ethan, khiến thành phố trải qua Giáng sinh trắng lần đầu tiên trong vòng 14 năm vừa qua. Chính quyền của New York đã tuyên chiến với xe đạp điện. Rất rẻ và tiện lợi khiến cho xe đạp điện trở thành phương tiện giao hàng ưa thích của nhân viên các nhà hàng ở New York, thành phố được gọi là thiên đường ẩm thực ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thì chính quyền thành phố vừa cho biết sẽ mở chiến dịch để đàn áp loại phương tiện này. Thị trưởng thành phố là Bill de Blasio tuyên bố bắt đầu từ năm 2018, những cơ sở kinh doanh có nhân viên sử dụng xe đạp điện sẽ bị phạt 100 Mỹ Kim cho vi phạm lần đầu và 200 Mỹ Kim cho mỗi lần sau. Austin Finnan, phát ngôn viên của thành phố nói rằng xe đạp điện không được phép lưu hành trên đường phố New York và những cơ sở trong chuỗi cung ứng thực phẩm phải chịu trách nhiệm. New York đưa ra quyết định này bởi vì xe đạp điện, phương tiện được các nhà bảo vệ môi trường và người nghèo, cũng như lực lượng lao động nhập cư ưa thích, nhưng lại bị các tài xế, xe hơi và khách bộ hành coi là mối đe dọa. Họ cho rằng chiếc xe chỉ có bề ngoài giống xe đạp thông thường, nhưng có thể đạt vận tốc tới hơn 30 km/h và gây nguy hiểm khi người điều khiển lái ẩu.
Chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỷ nghệ hôm nay giảm 7.85 điểm, ngừng lại ở mức là 24.746.21 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay giảm 23.71 điểm, ngừng lại ở mức là 6.936.25 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay giảm 2.84 điểm, ngừng lại ở mức là 2.680.50 điểm. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 2.47%. Giá dầu thô trên ngày hôm nay là 59 đồng 78 cent, đã tăng 224 cent trong một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.287.60 cent trong một ounce, đã tăng 0.69 cent trong một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36 triệu 420 ngàn đồng một lượng, bán ra là 36 triệu 490 ngàn đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 22.750 đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam đời sống và giải trí.